Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Sài TV. Bản tin của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn bản tin như sau. Công an Thanh Hóa bắn chết tình báo Hoa Nam Trung Quốc vì dùng hóa chất phá hủy nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Kính thưa quý vị và các bạn, theo thông tin chúng tôi mới nhận được cho biết, tại huyện Tịnh Gia phía nam tỉnh Thanh Hóa, tại đây có khu kinh tế Nghi Sơn, mà việc diễn ra những năm trước đây yên bình, nhưng nay thì khác, vì công an đã bắn tự vong một và bắt sống một gián điệp Trung Quốc, thuê ba người Việt Nam với giá 300 triệu Việt Nam đồng để phá hủy hệ thống nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Một nguồn tin tại đây cho biết vào khoảng hơn 11 giờ trưa nay, công an tỉnh Thanh Hóa đã ập vào một khu nhà ở dành riêng cho công nhân làm việc trong nhà máy lọc dầu Nghi Sơn để khám xét và kiểm tra một căn phòng của ba người là công nhân nhà máy lọc dầu này. Sau khi khám xét, công an đã thu giữ nhiều can nhựa có hóa chất lỏng và nhiều bản vẽ các chi tiết quan trọng trong nhà máy. Can hóa chất này được ghi là hợp chất để phá hủy nhà máy lọc dầu này. Trong căn phòng đó có ba người công nhân, hai người công nhân đã bị công an đọc lệnh bắt giữ và khám xét khẩn cấp. Người còn lại trong căn phòng cũng được công an mời lên đồn để lấy lời khai. Trước đó, công an tỉnh Thanh Hóa đã nhận được một lá thư tố giác tội phạm của một công nhân nhà máy lọc dầu nghi trơn. Trong lá thư tố giác tội phạm này, trình bày rằng anh ta nghi ngờ hai người ở cùng. Trong phòng với anh ta có hành vi phá hoại nhà máy lọc dầu. Mỗi sáng đi làm người công nhân này đều đem theo một chai nước uống được xót ra từ chiếc can nhựa. Khi vào trong nhà máy, hai người này vào nhà vệ sinh, đem theo chai nước đỏ và có thể đã cho thêm vào trong chai nước này một chất gì khác nữa. Anh ta phát hiện được vì chai nước đổi màu. Người tối giác còn khẳng định có một túi ni lông được bỏ lại nơi nhà vệ sinh khi hai người bạn cùng phòng khi đi vệ sinh ra quên chứa cất giấu. Túi nhựa đó có chất bột màu trắng và khi gặp nước nó tự bốc hơi khói và sủi bọt. Anh ta đã lấy một chút bột trắng thừa trong túi ni lông đó ra cho vào nước thì thấy có phản ứng như vậy. Sau đó anh ta quan sát, hai người bạn này chờ lúc vắng người và không ai để ý liền rót chai nước đó vào các hệ thống lọc dầu trong nhà máy. Anh ta làm công việc này lén lút nhưng đã bị người bạn này phát hiện. Cũng trước đó mấy ngày, hai người bạn cùng phòng này nói đi về quê ở Lạng Sơn, nhưng chỉ trong nửa ngày anh ta đã quay trở lại phòng trọ. Khi trở lại anh ta đem theo chiếc can nhựa này được giấu rất kín trong tủ quần áo và điều khiến anh bạn nghi ngờ là cả hai người đều mới mua điện thoại iPhone mới, trong khi tháng này chưa có lương. Và nếu có lương thì anh ta phải trả nợ, tiền ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Gần hết như hàng tháng thì không đủ tiền mua điện thoại bình thường, chứ đừng nói đến iPhone đời mới. Sau khi phát hiện hai người bạn ở cùng phòng có những điểm nghi vấn khác thường, nhất là nhìn thấy anh bạn này đổ chai nước ghi là hóa chất vào hệ thống lọc dầu của nhà máy, nên người này đã báo công an. Tại đồn công an, người công nhân khai nhận, can hóa chất này của hai người Trung Quốc đưa cho sau đó mang dần vào nhà máy đổ vào các nơi mà hai người này đã được hướng dẫn trên bản đồ. Họ phải làm một công việc khác nữa là trước khi đổ thì phải lấy bột trắng trong gói thuốc bột hóa chất thêm vào rồi lắc cho hòa tan với nước như vậy mới có tác dụng. Trong trường hợp bị nghi ngờ và khám xét nếu công an chỉ bắt được chai hóa chất không mặc chưa có sự phản ứng với thuốc bột thì chai hóa chất đó gần như vô hại. Công an không thể điều tra qua chai nước, nhưng không thể quy kết được tội tiền công mà hai người công nhân này nhận được từ hai người Trung Quốc là 300 triệu đồng. Ngay sau đó, công an tỉnh Thanh Hóa đã đưa nhiều lực lượng hùng hậu để truy bắt hai sản điệp Trung Quốc theo lời khai của hai công nhân này. Khi lực lượng công an đi bao vây chỗ tạm trú của hai người Trung Quốc, nhưng rất có thể do hai người Trung Quốc này đã nghi ngờ cuộc gọi điện thoại trước đó của công an để định vị vị trí nơi đang ở, vì vậy, hai tên gián điệp Trung Quốc này đã chạy trốn trước đó ít phút. Phía công an nhanh chóng phối hợp điều tra và phát hiện thấy hai tên gián điệp Trung Quốc có thể đang đi trên một chiếc xe máy trên đường ra thành phố Thanh Hóa. Lực lượng công an Thanh Hóa đã lập chốt chặn các khu vực quốc lộ 1A tại khu vực xã Mai Lâm khi hai gián điệp Trung Quốc phòng xe máy đến chốt công an đã ra tín hiệu cho hai tên này dừng lại để kiểm tra. Tên điều kiện xe máy giảm tốc độ cho xe đi vào lề đường, tỏ ra hợp tác nhưng xe đến gần tổ công tác thì khi xe chưa dừng hẳn, tên này nhanh chóng dù ga vượt qua trạm kiểm soát. Lực lượng công an đã sử dụng các xe nghiệp vụ đuổi theo, thì nhưng chiếc xe máy không dừng lại mà còn phóng nhanh hết tốc độ, nhưng chạy chờ đầy 500m thì chiếc xe máy bị bắn thủng lốp, lao xuống một bờ vực, lao xuống một bờ ruộng bên ven đường. Hai tên Trung Quốc rút súng bắn trả, là một chiến sĩ công an bị thương. Sau một giờ đồng hồ kêu gọi đầu hàng không đem lại kết quả vì hai tên giảm điệp Trung Quốc vẫn ẩn nấp ở một khe đồi nhỏ ven đường. Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhận lệnh được phép tiêu diệt hai tên gián điệp Trung Quốc. Một trong hai tên bị công an bắn chết, một tên còn lại do súng hết đạn và bị bắt sống hiện nay phía công an đang điều tra để làm rõ vụ án. Danh tính của hai công nhân nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cũng chưa được tiết lộ bởi đang trong quá trình điều tra làm rõ vụ án nghiêm trọng. Theo giới chuyên gia quân sự nhận định, Trung Quốc gần đây tăng cường lực lượng gián điệp tình báo xâm nhập vào Việt Nam có nhằm mục đích để Trung Quốc gia tăng chiến lược này. Những vụ phá hủy nhà máy lọc dầu này có thể nằm trong kế hoạch đánh vào nền kinh tế Việt Nam. Nếu nhà máy lọc dầu Nghi Sơn ngừng hoạt động thì các sản phẩm do nhà máy này sản xuất ra, lúc ấy Việt Nam buộc phải nhập khẩu từ Trung Quốc, bởi giá các sản phẩm do nhà máy này tạo ra nếu mua từ nước khác sẽ có chi phí rất cao, khi nền kinh tế của Việt Nam bị phụ thuộc thì Trung Quốc sẽ dễ toan tỉnh thao tùng những người đứng đầu nhà nước Việt Nam. Trong hai tháng vừa qua, Trung Quốc cũng cho tình báo của nước này phá hủy nhà máy lọc dầu Trung Quốc ở Quảng Ngãi và rất nhiều vụ gián điệp Trung Quốc khác bị bắt tại Việt Nam nhưng không được nhà nước công khai vì sợ lòng dân hoang mang, lo sợ dẫn đến các cuộc biểu tình phản đối. Điều mà Trung Quốc muốn ở Việt Nam bây giờ là Việt Nam phải lệ thuộc vào Trung Quốc, chấp nhận nhường lại toàn bộ đường lấy bào trên Biển Đông do Trung Quốc tự ý vẽ ra cho Trung Quốc. Trung Quốc hãy dừng lại trước khi quá muộn. Những ngày qua, Trung Quốc có những hành động làm tổn thương trái tim tất cả người dân Việt Nam yêu nước và luôn khao khát gìn giữ hòa bình. Là làng giềng nhưng hình như Trung Quốc vẫn cố tình tỏ ra không hiểu sức mạnh lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam. Một dân tộc trải qua hàng ngàn năm lịch sử với rất nhiều cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền. Màu đào của bao nhiêu anh hùng liệt sĩ Việt Nam đã đổ xuống để bảo vệ từng tức đất, bầu trời biển đảo quê hương dù chưa bao giờ người Việt Nam chủ động khởi đầu một cuộc chiến nào để mong đến những cuộc chiến thắng lẫy lừng như Bạch Đằng, Chi Lăng, Đồng Đa, Điến Biên Phủ và cả đại thắng mùa xuân năm 1975. Nhưng nhìn lại lịch sử dân tộc đầu tranh chống ngoại xâm qua hàng nghìn năm lịch sử không thể nói khác về lòng yêu trụng hòa bình của nhân dân Việt Nam qua những cuộc chiến tranh, giữ nước vĩ đại, đó là những thành quả quân sự cho sáng chính là bài học về nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân để bảo vệ chủ quyền và nền độc lập dân tộc, đồng thời cũng là sự khẳng định hòa bình mới là bản chất vấn đề mà Việt Nam theo đuổi. Song trong những thời điểm và bối cảnh cụ thể cả dân tộc Việt Nam luôn sẵn sàng đánh đuổi bất kỳ kẻ ngoại bang, xâm lấn nào có mưu đồ cấp nước, Việt Nam, cho dù đối phương có hung mạnh tàn bạo đến đâu, không ai không thể lực nào có thể khuất phục đề bẹp, được ý chí và truyền thống yêu nước nồng nàn, cháy bỏng cùng lòng tự tôn dân tộc luôn trào sinh trong mọi thế hệ người dân Việt Nam. Bởi vậy Trung Quốc hãy dừng lại trước khi quá muộn. Dân ta có một lòng yêu nước nồng nàn, đó là truyền thống kỳ bầu của ta từ xưa đến nay. Mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cấp nước. Nhân dân Việt Nam không muốn chiến tranh, nhưng nếu càng nhân nhượng, càng bị lần tới, thì chúng ta sẽ sẵn sàng cho một điển biên phủ trên biển. Nếu không trừng phạt Trung Quốc sẽ không có trách nhiệm chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa phục hồi lãnh thổ hiếu chiến của Trung Quốc đã trở thành một đặc điểm cổ hũ trong chính sách đối ngoại và bành trướng nước này. Một chuyên gia về Biển Đông có ba bình luận với thừa đề chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc không ngừng gia tăng, đang trên tờ India cho biết. Chính sách bành trướng của Trung Quốc đối với các khu vực láng giềng của nước này được cho là đã làm gia tăng các nguy cơ nghiêm trọng của các cuộc xung đột trên Biển Đông sau khi chiếm được bãi cạn Scarborough của Philippines và bắt đầu việc xây dựng các công trình ban hành lệnh cấm đánh bắt trên Biển Đông. Hiện tại, Trung Quốc đã quyết định bắt đầu tiến hành việc khoan khai thác dầu khí trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tình báo Trung Quốc tại Cam Ranh bắt sống bọn Việt Gian 10.000 mét đất bị lén lút thu mua, cần phải bị thu hồi những cán bộ liên quan cần phải xử lý triệt để bảo đảm an ninh quốc gia và an toàn cho khu vực cảng cam tranh bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh khánh hòa đã vừa triệt hạ một vụ mua đất quốc phòng sai quy định ba hộ dân và một công ty sửa vỏ bọc du lịch đã bị mời lên đồn biên phòng ba bình để làm việc một số cán bộ công chức trong vịnh cam tranh đã bị xử lý nhưng quy trình và tin tức liên quan thì bị hạn chế vì tình nhạy cảm của vụ việc 10.000 mét vuông đất đã được thu hồi lại cho cơ sở quốc phòng. Và vụ việc này vẫn xảy ra ngay tại đảo Bình trong Vịnh Cam Tranh vì những thông tin cung cấp cho báo chí không nhiều và đã có nhiều tin đồn lên rằng đây có thể là một cơ sở trả hình cho một đội tình báo bí mật của Hoa Nam. Ông Nguyễn Văn Ánh, một cán bộ đồn trưởng biên phòng, Bình Ba đã bị cảnh báo về đảng, cách chức đồn trưởng điều chuyển về làm trợ lý chính sát vẫn chưa đủ để giải tỏa tâm lý cho những người am hiểu tình hình. Hiện nay đi từ Bắc vào Nam, đi tới đâu chúng ta cũng gặp người Trung Quốc, ngay cả trên cao nguyên Trung phần cũng để người Trung Quốc, chốt chạm nhiều nơi quan trọng, đáng lo hơn khi người Trung Quốc được ra vào Việt Nam tự do sửa vào bọc khác nhau mà thực chất là để gây hại cho an ninh quốc phòng. Khi mà tin tức về quân cảng cam tranh thu hút được người dân, chúng ta thì cần nhắc lại, trước đây trung quốc đã tạo ra nhiều vỏ bọc cho các toán đặc nhiệm tình báo của trung quốc hoạt động tại quân cảng cam tranh thực ra những người qua đây làm việc hoặc có hiện diện xung quanh khu vực này đều được ở những vị trí đắc địa có thể phóng tầm mắt bao quát quân cảng cam tranh dưới vỏ bọc du lịch họ sẵn sàng đi nhiều nơi quay tất cả những clip và làm tất cả những gì có thể để mang lại cho họ được những thông tin tình báo nhất và e rằng đường đi nước bước của những bí mật cũng như những cơ sở này bị tình báo Hoa Nam thu thập được. Thật đáng buồn và đáng trách là cơ quan chính quyền địa phương và một số người dân lại không ý thức được tầm quan trọng của nơi này nên đã vô tình tiếp tay cho giặc. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã thu hồi gần 10.000 10 mét vuông đất quốc phòng tài đạo Bình Ba, xã Cam Bình, thành phố Cam Tranh vì cho thuê sai quy định đồng thời các cán bộ chiến sĩ có liên quan đã bị xử lý kỷ luật theo quy định. Đảo Bình Ba trong Vịnh Cam Tranh là hòn đảo có vị trí rất quan trọng về an ninh quốc phòng, an ngữ Việt Đông bán đảo Cam Tranh. Từ năm 2015, theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, không tổ chức các hoạt động hay cho thực hiện dự án du lịch ở đảo Bình Ba. Từ năm 2015, Thủ tướng ban hành quy chế đảm bảo an ninh, an toàn căn cứ quân sự Cam Tranh theo đó quy định rõ riêng khu vực mũi hơi đạo bình ba hòn chút không được tiến hành phát triển các loại hình dịch vụ vào năm 2016, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa và Đồn Biên phòng Bình Ba ký hợp đồng cho công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch sinh thái Bình Ba và ba hộ dân thuê 9.900 m2 đất tại đảo Bình Ba. Đây là đất quốc phòng trong khu vực đơn vị quản lý. Doanh nghiệp và các hộ dân này đã mở nhà hàng kinh doanh trên diện tích đất thuê này. Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tiến hành thanh lý và chấm dứt hợp đồng cho thuê đất đối với công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch sinh thái Bình Bà và ba hộ dân thuê đất. Sau một thời gian dài thì vụ việc này cũng được phát hiện từ những năm 2006 và năm 2019 đã là hơn 13 năm, thế mà bây giờ chúng ta mới xử lý những người có liên quan họ đã mời nhà hàng có rất nhiều hoạt động gọi là du lịch đó. Nhưng thực chất, bao nhiêu trong số những hoạt động du lịch, những người Trung Quốc đến thăm thực sự là những khách bộ hành đơn thuần. Doanh nghiệp và cá nhân thuê đất đã dừng mọi hoạt động kinh doanh từ nguyện thao dỡ trả lại mặt bằng cho đồn biên phòng Bình Ba. Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa cũng đã xem xét trách nhiệm của các cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đơn vị có liên quan cụ thể ông nguyễn văn ánh đồn trưởng đồn biên phòng bình ba đã bị cảnh cáo về đặng cách chức đồn trưởng điều chuyển về làm trợ lý phòng trinh sát bộ đội biên phòng khánh hòa ông phùng văn thành chính trị viên đồn biên phòng bình ba bị cảnh cáo về đặng cách chức chính trị viên điều chuyển làm trợ lý phòng chính trị của bộ đội biên phòng khánh hòa Đại tá Nhữ Mai Pháo chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết, Bộ đội Biên phòng đã xử lý xong các hợp đồng mà trước đây nguyên chỉ huy trưởng cho thuê. Bây giờ các anh đã thanh lý xong, thu lại đất, không có liên quan gì đến người nước ngoài, cán bộ chính trị viên và đồn trưởng cũng đã điều đi. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành thanh lý và chấm dứt hợp đồng cho thuê với công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch sinh thái Bình Ba và ba hộ dân. Ông Nguyễn Văn Ánh, đồn trưởng đồn biên phòng Bình Ba đã bị cảnh cáo về đảng cách chức đồn trưởng. Điều chuyển về làm trợ lý phòng trinh sát lại cũng là một mối nguy mà cần phải loại trừ ông ra khỏi mọi chức vụ. Đại tá Nhữ Mai Pháo, chính ủy bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, cho biết bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành thanh lý xong, thu hồi lại đất và không liên quan tới gì với người nước ngoài. Đây là một câu chuyện phát biểu không thực sự nắm vững quy trình và nắm vững âm mưu của đại tá Nhữ Mai Pháo. Ai cũng hiểu rằng, ở rất nhiều nơi đặc biệt là ở Đà Nẵng, tại sân bay nước mặn Trung Quốc đã thuê xung quanh khu vực đất này và đều đứng dưới tên người Việt Nam. Có một số hộ dân người Việt Nam quanh năm làm việc tự dưng có một số tiền lớn để thuê hàng ngàn mét vuông đất lên tới con số cả chục ngàn thì là vấn đề cần cân nhắc suy nghĩ không dễ dàng gì trung quốc bỏ qua những khu vực này bọn chúng cần phải thám thính tất cả các tình hình liên quan từ số hiệu số quân số tàu thuyền cũng như các quy trình hoạt động tại nơi đây đề phòng khi có biến họ nắm được những điểm trọng yếu của việt nam và đồng thời tạo được thời cơ cho cuộc chiến cũng tại Khánh Hòa, liên quan tới quân cảng Cam Tranh, có một tin tức mà chúng ta ít chú ý. Đó là vào ngày 23 tháng 10 năm 2019. Báo chí trong nước đăng tải một thông tin liên quan đến chuyện có nhiều sai phạm tại chung cư 40 tầng Napoleon Castro 1.1. Công trình chung cư đang xây dựng ngột ngang, chưa được nghiệm thu nhưng đã đưa hàng trăm người dân vào sinh sống, trong đó có không ít là người Trung Quốc hoặc là những người mang danh là du lịch tới từ Trung Quốc. Dự án trung cư Napoleon Cartier 1 do công ty trách nhiệm hữu hạn Cartier Carrel làm chủ đầu tư. Dự án này được sự xây dựng tỉnh Khánh Hòa cấp giấy phép xây dựng vào tháng 9 năm 2017 với quy mô 40 tầng nội và 3 tầng hầm thuộc địa bàn phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, dự án Napoleon Castro 1 có diện tích gần 3.000 m2 sẽ cung cấp cho thị trường hơn 800 căn hộ sau khi đi vào hoạt động. Ngoài hàng loạt sai phạm đã bị sự xây dựng khánh hòa sự phạt tài chính, chủ đầu tư dự án chung cư 40 tầng Napoleon Castro một còn buộc yêu cầu chấm dứt thanh lý hợp đồng mua bán căn hộ với người nước ngoài. Ngày 24 tháng 10, lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, đã có văn bản yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Khach Tiger chủ đầu tư dự án khu chung cư Napoleon Khách số 1 chấm dứt thanh lý hợp đồng mua bán 20 căn hộ với các cá nhân nước ngoài tại dự án. Sở Xây dựng cũng yêu cầu phía công ty Khach Tiger phải báo cáo đầy đủ về việc thanh lý chấm dứt hợp đồng để Sở báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh lấy ý kiến Bộ Quốc phòng và Bộ Công an xem xét dự án có thuộc khu vực bảo đảm quốc phòng an ninh và cho phép tổ chức cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam hay không phía công ty Cartier đã xác nhận bán 20 căn hộ tại dự án cho cá nhân người nước ngoài. Ngoài vi phạm việc bán cho người nước ngoài khi chưa được phép, chủ đầu tư dự án này còn tiến hành bàn giao khoảng 200 căn hộ chung cư cho người dân khi công trình vẫn đang xây dựng mà chưa được nghiệm thu. Điều mà chúng ta cần quan tâm là không phải chỉ vì một chung cư cao hơn, nhỏ hoặc đưa vào sử dụng sai quy định, mà đây là một chung cư 40 tầng. Có thể phóng tầm mắt ra xa, vậy mà trong khi vẫn chưa đảm bảo được chất lượng mà họ đã cho thuê, mà trong đó nghe được thông tin có người nước ngoài mà cụ thể thì người nước nào ai cũng biết. Ở một dự án liên quan khác lại một lần nữa, chính quyền tỉnh Khánh Hòa thạ gà ra đuổi hàng loạt biệt thự trên núi Cô Tiên, chờ đầy đủ hồ sơ pháp lý, đã thi công trong một thời gian dài mà chính quyền không hề hay biết. Một số căn biệt thự đã được thi công xong phần thô, một số đang hoàn thiện, và một số căn vẫn đang được thi công dự sang thì chính quyền mới bắt đầu yêu cầu dừng để bổ sung hồ sơ pháp lý, thậm chí đòi cưỡng chế. Vậy cái sai bắt nguồn từ đâu để dẫn đến một loạt cái sai tiếp đó? Dự án khu biệt thự đường đệ sẽ được chủ đầu tư xây các căn biệt thự để bán cho nhà đầu tư thứ cấp, nhưng vì một lý do gì? Đó mà các nhà đầu tư thứ cấp đành ngậm ngùi, tự ý thi công và khi công trình hoàn thiện mới nhờ chủ đầu tư làm thủ tục hoàn công xúc. Vậy là chủ đầu tư biết các nhà đầu tư thứ cấp xây dựng biệt thự trên dự án của mình khi chưa đầy đủ pháp lý, nhưng vẫn lời cho đến khi chính quyền sửa gáy. Trong hai ngày 18 tháng 10 năm 2019 và 28 tháng 10 năm 2019, sở xây dựng liên tục có thông báo gửi đến công ty trách nhiệm hữu hạn Tâm Hương yêu cầu chủ đầu tư và nhà đầu tư thứ cấp dừng toàn bộ việc thi công xây dựng tại dự án. Vậy ai đã trồng lưng, ai đã làm cho những cơ sở này có thể hoạt động, hoạt động trong khu vực rừng núi đồng thời có thể nhìn ra bãi biển có vị trí trọng yếu của quốc gia đã quan sát. Chỉ cần ngồi trong nhà là có thể biết được. Một vài ví dụ minh họa để chúng ta nhận thấy rằng với cơ sở quân cảng kem tranh của chúng ta cần phải hết sức cảnh giác sự xuất hiện và cư trú của các tàu lớn nước ta như tàu ngầm kilo quang trung lý thái tổ đinh tiên hoàng và rất nhiều cơ sở bí mật kinh tài các hầm chứa cũng như vũ khí và nhu yếu liệu của chúng ta tại đây cần phải hết sức bảo vệ đó là một điều mà chúng tôi hết sức quan tâm và chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin tới hội tình báo này cho quý vị và các bạn được nghe và những diễn biến mỹ nga muốn thuê quân cảng cam tranh xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại ở bản tin tiếp theo